Là ngày đại dương thế giới, rác thải nhựa đang tấn công đại dương. Việt Nam là một trong 4 quốc gia có lượng nhựa thải ra biển nhiều nhất trên thế giới, ước tính khoảng 0,28 đến 0,73 triệu tấn mỗi năm. Nhưng rác nhựa mà chúng ta nhìn thấy được ở trên mặt biển chỉ là một phần nhỏ so với lượng rác chìm ở dưới đáy biển hoặc lơ lửng giữa các tầng nước. Rác thải nhựa còn không ngừng dịch chuyển, vì thế càng khó thu gom. Khi ra tới đại dương, rác nhựa còn bị cuốn vào các vòng hải lưu rồi bị kẹt lại, tạo thành các vùng xoáy rác khổng lồ. Hiện trên thế giới đang tồn tại 5 vòng xoáy rác tương ứng với 5 vòng hải lưu lớn là Bắc Thái Bình Dương, Nam Thái Bình Dương, Bắc Đại Tây Dương, Nam Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Khu vực tích tụ rác lớn và được biết đến nhiều nhất nằm ở phía Bắc Thái Bình Dương, ước tính lên tới 79.000 tấn rác, diện tích lên đến 1,6 triệu km vuông, tức là lớn gấp 5 lần diện tích của Việt Nam. 12 triệu hecta diện tích của vùng đất ngập nước